Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của tôi Dánh Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Đây, chai nước. Điều thuốc. Điều tàn thuốc. Thì bây giờ sẽ để tay đây. Găng tay, màu sải tay nè. Cái đầu lọc thuốc sẽ để đây. Đây, ha. Sử dụng tay bên này, mình bắt bên này. Mà tay bên này, mình bắt bên này. Uống cái tàn thuốc đó. Ở cái đầu lọc người ta sẽ quay dòng lọc người ta đáng thấy ra là người ta phải đi từ xa bước lại ba bước mới đúng, nhưng mà thầy làm biết là đúng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó đồn quá. Đợi xíu cho đỡ mỏi mắt đi. Mình hồi mỏi mắt quá à. Cái này mà về nhà chơi mấy đứa ở nhà cứ 2.000 vòng, cầm 20.000 gan thời á hả, muốn bước thì chơi rồi muốn. Mọi người chúng ta cũng đã xem trò chơi này rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè.